Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Ngày này hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Nhâm Tuất, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi Bính Thìn Giáp Thìn, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý Bính Thân Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hỏa Tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tử, an táng, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này sẽ làm cho bạn vấp phải khá nhiều những khó khăn và khó có thể đạt được thành công như mong muốn. Đặc biệt trong ngày này, người làm ăn cần phải cẩn trọng trong lĩnh vực về thu chi, nếu không dễ rơi vào tình cảnh bị thất thoát về tiền bạc. Trong ngày thứ ba này, đối với những người làm công ăn lương, với bạn có thể sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí là muốn bỏ cuộc khi gặp phải đủ loại rắc rối bủa vây. Và bạn tuổi Tý, bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan, khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống và nó sẽ giúp cho bạn ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia không được mấy yên ấm. Có lẽ là vì hai bạn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau, cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Và hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa, nếu như thật lòng muốn tháo gỡ những khúc mắc hàn gắn hạnh phúc với nhau nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối mặt với nhiều chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, dũng cảm vượt qua được thử thách để trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng có vội thất vọng và nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chưa thực sự thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, hứa hẹn với bạn sẽ có được tương lai tươi sáng nếu như bạn tuổi Sửu vẫn giữ được vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện tại. Và bạn tuổi Sửu, bạn là người có tài, vì thế hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình hơn nữa nhé. Với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc, với nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay, và bản mệnh có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc là nhận được những lời khích lệ, động viên từ cấp trên nữa. Ngoài ra, để phát huy được nhanh chóng và ổn định hơn, trong ngày đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Đừng có mãi hạn chế bản thân mình trong những điều mà mình đã biết, dù là lãnh đạo hay là nhân viên, với bạn cũng nên khiêm tốn, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, làm việc chăm chỉ sẽ được thưởng công xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, được cất nhắc lên những vị trí phù hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, mở lòng mình đón nhận những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, không nên giữ những quan điểm cổ hủ, lạc hậu. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có màu khác với thổ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình của mình. Công việc quá bận rộn khiến cho bạn trở nên thờ ơ với những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Và bạn tuổi Dần, bạn tưởng rằng mình đang cố gắng giúp mọi người có một cuộc sống được dư dả hơn, song bạn lại không nhận ra rằng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình lại dần trở nên nhạt nhòa đi nhá. Ở môi trường làm việc, với bạn tuổi Dần, bạn khó được lòng người khác bởi cái tính kiêu ngạo và cố chấp thích làm theo ý của mình. Cho nên với bạn tuổi Dần, bạn hãy khiêm tốn để lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, và có thể bạn sẽ thấy được những ý kiến hay sẽ giúp cho bạn giải quyết được những tồn đọng mà mình đang gặp phải nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này theo nhị thập bát tú là ngày tốt, theo khổng minh cũng là ngày tốt, rất tốt lành để cho việc xuất hành hay là khởi cầu về công danh, tài lộc. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp trở về, mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy, tốt đẹp, người có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều được mạnh khỏe. Và bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải chú ý, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn làm việc gì cũng được thuận lợi hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, tình cảm với người nhà dần trở nên nhạt lạnh. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, khiêm tốn lắng nghe, góp ý của người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ
với tuổi Mão thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp và đây có thể là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh tuổi Mão thường hay tìm cách để che giấu những điều mà mình chưa hiểu rõ hoặc là trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó vì không muốn bị người khác chê cười mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, bạn có biết là nếu như bạn cứ tiếp tục giữ tình trạng này, không những sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khiến cho bản thân bạn bị tụt lùi lại phía sau. Và điều mà bạn tuổi Mão cần phải làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với những điểm xấu của mình, như vậy mới tìm ra được hướng khắc phục những tồn tại của bản thân nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Điều này cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình. Và cách biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu được nhau. Nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thẳng thắn thừa nhận những lỗi sai để có hướng thay đổi, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 61, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bà tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày công việc gặp phải nhiều trở ngại bất ngờ, với những việc tưởng chừng như là được thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Và nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ chính sự kiêu ngạo, không biết lắng nghe ý kiến của người khác từ bạn nhé. Trong ngày thứ ba này, nếu như bạn là người làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì đây không phải là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra lựa chọn về đầu tư. Bạn mệnh cần phải bình tĩnh để lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của những người khác, chớ nên cả tin hoặc là tham lam, vội vàng nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, kẹo lại tiền mất tật mang. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, nhất là đối với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc là bệnh về đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, cũng như là hạn chế ăn nhiều đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ sẽ làm cải thiện sức khỏe của mình tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên đưa ra những quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 82, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối, và để tránh vướng phải những phi vụ tranh chấp thị phi thì với bạn tuổi Tỵ cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên để cho những việc này gây ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của mình nhé.
Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, nếu như giữa bạn và lãnh đạo đang có bất cứ mâu thuẫn, bất đồng gì thì bạn không nên có cách cư xử quá gay gắt, bởi dù có thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này thì chưa chắc bạn đã nhận được những lợi ích. Và tốt nhất với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải chờ đợi một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh rồi trao đổi sau nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được gia đình rất chi là ấm êm. Với bạn tuổi Tỵ là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc cho các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu như ai đó gặp phải những khó khăn. Với những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người với nhau nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp thị phi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ nóng nảy, kích động, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên quá gay gắt khi trao đổi với lãnh đạo. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, gia đình hạnh phúc, các thành viên luôn chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Và dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh tuổi Ngọ cũng sẵn sàng để thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác hay là đùn đẩy cho người khác. Với bạn tuổi Ngọ, bạn biết rằng thách thức cũng là cơ hội để cho mình thể hiện bản lĩnh của mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách cho kỹ càng, cẩn trọng hơn. Đặc biệt là nếu như bạn đang dự ở vị thế lãnh đạo, chớ nên quá độc đoán, gạt đi những quan điểm của cấp dưới và mọi người xung quanh. Đến lúc lâm vào bế tắc rồi thì khó lòng tháo gỡ được nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Vợ chồng cũng có được sự thấu hiểu lẫn nhau, thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Với bạn tuổi Ngọ vô cùng tin tưởng vào nửa kia của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, dễ buộc cuộc khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi được nồng nàn, thắm thiết. Vậy đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ khiến bạn tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá, cho rằng mình có thể tự mình giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến đóng góp của người khác vì cho rằng sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, bạn là người hăng hái trong công việc, sẵn sàng là người đi tiên phong. Thế nhưng với bạn lại thường không nhìn nhận được chính xác thực tế và không lường trước được những gì mà mình sẽ vấp phải. Và đó chính là lý do khiến cho bạn thường xuyên loay hoay, bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào nếu như gặp phải những sự cố nhé.
Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 8 âm lịch, ngày này Thiêu Hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro và tăng thêm sự may mắn thành công đến với mình. Vài câu quý cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, sẵn sàng tiên phong làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, cần phải chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, làm ăn tiến triển không được mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 70, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim vượng, điều này sẽ báo hiệu tin mừng cho bạn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Và sau nhiều mâu thuẫn, tranh cãi thì cuối cùng hai người cũng đã giải quyết được ngọn nguồn vấn đề. Sau mỗi lần như thế, với bạn và người ấy lại càng thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn là một người cha, người mẹ thì rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết, gần gũi của con, chứ không phải là một người cha, người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh cho con cái của mình nhé. Tuy nhiên, ngày thứ ba này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này cũng cho thấy với bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp của mình. Và khi mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp nổ ra, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, chứ chớ có vội nóng nảy, khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng, không giải quyết được việc gì cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn có được sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè, chớ nên hành động nóng nảy. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, cần phải chú trọng trong việc trò chuyện, trao đổi với người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày gặp nhiều điều kiện thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội của mình. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như may mắn, bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình và có thể đôi bên hợp tác, hợp sức cùng phát triển nữa nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, công việc của những người làm công ăn lương cũng có được những chuyển biến tích cực. Với bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn, ngay cả khi mọi người xung quanh đều từ chối, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá rất cao và cân nhắc bạn, cho bạn cơ hội để thăng quan tiến chức nữa rồi nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ làm cho bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình, bởi các thành viên luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và để có được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả những chuyện khó giải bày nhất nữa.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên gia đình luôn quan tâm lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 79, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tốt thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tốt bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, dịch vụ, kỹ thuật. Với bạn tuổi Tốt có thể nhận được sự khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị nữa. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển mới khác biệt hơn so với mọi người. Tuy nhiên, dù bạn làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, với bạn vẫn cần phải nhớ là sự khác biệt khác với sự tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người hơn, chớ có nhốt mình trong thế giới riêng. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày trực mãn, là ngày thích hợp để cho bạn cầu tài, cầu phúc, tế tự. Do đó với bạn tuổi Tuất nên sắp xếp để thực hiện công việc sao cho phù hợp để có được cát tinh phù trợ, gặp nhiều may mắn. Ngày hôm nay các tuổi xung khắc nên chú ý là tuổi Giáp Tuất, tuổi Bính Tuất cần phải cẩn trọng hợp tác với tuổi Tân Mão và Ất Mão. Và ngày này với bạn tuổi Tuất cũng cần phải chú ý khi xuất hành, nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn có được sự thuận lợi nhiều hơn. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, khẳng định được vị thế của mình, được mọi người đánh giá cao. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chứng minh bản lĩnh cho người khác thấy. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, không nên hành động mù quáng, thiếu lý trí. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên chần chừ, do dự, đứng trước những cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã hội của bạn dễ gặp phải những trục trặc trong ngày hôm nay. Với những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc là đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện dễ rơi vào thế bế tắc và bạn không thể nào giải quyết được ngay lập tức. Trong gia đình, với bạn tuổi Hợi, bạn thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người khác. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng có ích kỷ, coi việc mọi người chiều theo ý của mình là hiển nhiên nếu như không muốn bị tổn thương những người thân của mình nhé. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày của thực thần nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho những người làm ngày tự do, kinh doanh, buôn bán sẽ có được cơ hội phát tài, phát lộc trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn đã làm việc không mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đây chính là lúc với bạn sẽ được tận hưởng thành quả mà mình thu lại. Bạn cần phải cố gắng tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai của mình nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tìm kiếm cơ hội làm ăn phù hợp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được những khoản thu phụ khá là khả quan.
Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 94, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!